Cái chế độ ăn thì thực ra là nó sẽ theo cái tình trạng của bạn, và tôi cũng không biết là bạn bao nhiêu tuổi nữa. Thì nếu như mà mình đang còn trẻ thì mình sẽ dò cái việc nó hấp thu và chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng trong cơ thể mình. Đầu tiên thì có lẽ là trước hết mình cứ ăn những cái mà nó nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, tức là ăn mềm, ăn lỏng, và các cái thực phẩm thì mình cũng đủ các cái chất dinh dưỡng từ nhóm tinh bột cho đến nhóm chất đạm, chất béo và rau, hoa quả. Thế và mình có thể là ăn cháo để cho nó dễ tiêu hóa, hoặc là uống sữa bổ sung thêm để mình có thể tăng cường thêm dinh dưỡng. Thế còn trong trường hợp mà bạn cảm thấy là sau khi mình ăn nó khó chịu trong cái dạ dày của mình, hoặc là nó có những cái biểu hiện là phân đi ngoài nó không được thành khuôn, hoặc là phân nát, hoặc là táo bón, như ban nãy bạn cũng nói là giai đoạn sau thì bạn bị táo bón, thì mình lại cũng phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn. Và ở đây thì cố gắng nương nhẹ cho đường tiêu hóa bằng cách là chúng ta nghiền nhỏ, nấu kỹ khi mà ở giai đoạn đầu bạn mới phẫu thuật xong. Còn nếu mà sau đấy rồi thì chúng ta dần dần ăn đặc dần và có thể là ăn cơm. Và khi mà ăn thì chúng ta lưu ý là nhai nhai thật là kỹ, bởi vì khi mà chúng ta nhai kỹ thì các cái thực phẩm nó đã được nghiền nhỏ và nó đã được amylase trong miệng nó đã tiêu hóa được một phần thức ăn của chúng ta rồi, sau đấy thì nó sẽ tiếp tục được tiêu hóa tiếp theo ở các cái đoạn dưới của cái ống tiêu hóa của mình, và cũng không cần phải kiêng khem bất cứ một cái thứ gì khác. Tuy nhiên thì đối với những trường hợp mà có các cái bệnh ở đường tiêu hóa thì chúng tôi cũng khuyên người bệnh là chúng ta nên chọn cái cách chế biến thực phẩm làm thế nào đấy không làm cho nó gây ra cái gánh nặng cho việc tiêu hóa thức ăn. Tức là ở đây nếu như mà chúng ta ăn các cái món như là nướng hoặc là rán ở nhiệt độ cao thì bao giờ nó cũng gây cái sự khó tiêu trong 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 cái hệ thống tiêu hóa của mình. Vì vậy là bạn sẽ ăn các cái thức ăn mà có thể là hầm hoặc là ninh hoặc là luộc hoặc là hấp để cho nó dễ tiêu hóa. Và bên cạnh đó thì rau, nếu mà có thể được thì chúng ta sẽ ăn rau xanh dưới dạng salad, nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái rau mà có nguồn gốc vệ sinh an toàn thực phẩm sạch sẽ, hoặc là chúng ta sẽ ăn dưới dạng canh hoặc là dạng súp. Tuy nhiên thì cũng lưu ý đến cái vấn đề là nấu dừ quá các loại rau thì nó cũng mất hết các cái vitamin. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng lưu ý là nấu ở một cái chừng mực vừa phải để chúng ta không bị mất đi vitamin C trong các cái loại rau mà chúng ta ăn vào. Và đối với các bạn mà có những cái phẫu thuật như thế này thì để tránh táo bón chúng ta vẫn cần phải ăn rau, ăn nhiều rau, và một ngày khoảng 3 đến 400 gram rau xanh và quả chín. Và khi ăn rau như vậy thì cũng lựa chọn những cái mà nó cái chất xơ, gọi là chúng ta có chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thì với những người mà có các cái biểu hiện bệnh ở đường tiêu hóa như bạn thì chúng tôi cũng khuyên là ăn tăng các cái xơ xơ hòa tan nhiều hơn là xơ không hòa tan. Thế thì ở đây nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì chúng ta sẽ giảm bớt các cái thức ăn mà có nhiều xơ không hòa tan, như là các cái loại như là măng này, hoặc là các cái quả chát này, hoặc là các cái rau lá già. Thế còn trong trường hợp mà bị táo bón thì chúng ta có thể ăn tăng các cái chất xơ như là rau rau xanh thì nó có nhiều chất xơ không hòa tan để chúng ta làm giảm cái hiện tượng táo bón. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải uống nhiều nước để mà nếu như có tiêu chảy hoặc là táo bón thì chúng ta cũng tùy theo tình hình, là tiêu chảy thì chúng ta sẽ cũng phải bổ sung nước nếu mà bị tiêu chảy, còn nếu mà táo bón thì chúng ta cũng phải tăng lượng nước uống vào cùng với cả thức ăn nhiều chất xơ để làm giảm cái tình trạng táo bón.